Có một cái quán bún bò ngon bình dân ở quận 7 mà lại bán suốt Tết Nguyên Đán, chạy ngang thấy đông cho nên ghé vô ăn thử mà công nhận ngon quá trời luôn. Rồi mấy bà nhìn thấy nồi nước lèo hầm xương với khóm sả cho tôi, rau muống thì bào tay từng sợi như vậy luôn này trời. Thì cũng đủ hiểu cái lý do vì sao đông rồi đúng không? Quán này là bún bò hay lúa, chị chủ quán nói là ngày trước bán ở đường 51 được hơn 10 năm rồi bây giờ giờ về ngay góc ngã tư Lâm Văn Bền và đường 37 hơn 1 năm rưỡi nay rồi. Quán thì bán từ sáng đến trưa rồi nghỉ vài tiếng chuẩn bị để 4 giờ chiều bán tiếp tới nửa đêm. Phút gọi một tô thịt nạm mộc dạ với có 38 cành thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn tái hoặc thịt bắp bò gân đều được. Với tô đặc biệt đầy đủ thịt bắp bò nạm chả mọc gân có giò khoanh hoặc là không giò thì sẽ đồng giá là 55 cành một tô. Không lấy giò thì quán sẽ bỏ nhiều topping hơn, thêm hành tây rau thơm để chan nước lèo lên thơm phức à. Chỉ có một buổi chiều tối mà quán nấu đến tận 2 nồi nước lèo cao luôn, nước lèo đậm đà rất là thơm ngon. Nhờ vào xương và thịt hầm được kết hợp với lại khóm sả rồi hầm trong một thời gian dài theo cái kiểu nấu của Sài Gòn. Món này thì mình được chọn rau sống hoặc là rau luộc đều được, mà thích cái là ăn bao nhiêu cũng được nha. Cái quán này nhỏ nhỏ, khách ngồi chủ yếu phía trước và bên hông vậy chứ full bàn luôn. Chị chủ và mấy cô lên món cũng lẹ lắm, mà cái tính tôi để ý là phải khen cái hũ sa tế thơm lắm nha. Phúc á là thích bỏ thẳng vô tô trộn lên cho cay cay rồi lấy topping chấm nước mắm mới pha là khỏi chê luôn. Với riêng tôi thì tô 38 cành rồi ăn cùng với lại rau thì tôi đã no ứ hự rồi, cho nên tôi đặc biệt tôi đẩy qua cho ông bạn ăn. Đây là một cái địa điểm ăn bún bò ngon ở quận 7, lại bán suốt Tết, chị nghỉ duy nhất một ngày mùng 1, cho nên mấy bạn nói là để Tết này đi ăn nha.